đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 8:30 đến 9:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta phải chết cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 2018, và là buổi phát thanh lần thứ 2448 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Dân Quảng Bình tiếp tục biểu tình đòi bồi thường vì thảm họa Formosa. Kêu gọi trả tự do cho hai nhà đấu tranh vì nạn nhân Formosa. Ân xá quốc tế kêu gọi Thái Lan trở nên trục xuất người tị nạn Việt Nam. Giới tài xế sẽ bị phạt vạ nếu ngừng xe quá 5 phút ở các BOT. Thị trường chứng khoán Việt Nam ngừng hoạt động suốt 2 ngày qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặt chân đến Việt Nam. Canada đồng ý thông qua hiệp ước TPP mới. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó trong chuyên mục câu chuyện thời sự, Thái Hòa có buổi tiếp xúc với luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng liên quan đến sự đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Mời quý thính giả đón theo dõi. Giữa chương trình qua chuyên mục Người Dân Tự Quyết, Lý Trần Công khẳng định trong một quốc gia, nếu giới trẻ không thông hiểu lịch sử tiền nhân, không quan tâm giải quyết những vấn nạn thời cuộc hiện tại và không lường trước được sự an nguy của dân tộc trong tương lai, thì quốc gia ấy sẽ bị suy yếu và biến thành miếng mồi cho ngoại bang sâu xé. Sau cùng chương trình sẽ được khép lại với chuyên mục Thi Ca Yêu Nước do giáo sư Ngô Quốc Sĩ biên soạn. Tuần này giới thiệu blogger Phạm Thanh Nghiên, Máu Trưng Vương, Hồn Lê Chân. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ lần thứ hai của ông bà Nguyễn Thanh Truyền tại thành phố Lux, Florida, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2018. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Ngọc Quý, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm trình bày sau đây. Suốt 4 ngày qua, hàng trăm người dân ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã xuống đường đòi hỏi nhà cầm quyền phải bồi thường thỏa đáng về những thiệt hại của thảm họa Formosa. Linh mục Nguyễn Thành Tịnh thuộc giáo xứ Vân Đồn cho biết nguyên nhân biểu tình là vì giới quan chức xã Quảng Hải đã có những mờ ám trong việc chi tiền bồi thường với nhiều người bị thiệt hại nhưng lại không nhận được tiền hay chỉ nhận rất ít. Điển hình là có gia đình đáng lẽ phải nhận được 140 triệu đồng nhưng các quan xã chỉ chuyển giao 100 triệu đồng. Linh mục Tịnh cho biết thêm là cuộc biểu tình diễn ra tại một chiếc cầu có đông người qua lại. Vào hôm qua, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đưa ra một thông cáo kêu gọi Việt Nam hãy hủy bỏ các cáo buộc đối với hai nhà đấu tranh cho nạn nhân Formosa và trả tự do cho họ. Thông cáo nói trên được đưa ra chỉ một ngày trước khi hai ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị áp giải ra tòa án Nghệ An vào hôm nay, với cáo buộc được công an thay đổi từ gây rối trật tự công cộng sang cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại nhà nước và hành hung nhân viên công lực. Cần nhắc lại là ông Bình, 34 tuổi, và ông Phong, 37 tuổi, vào năm ngoái đã bị công an chặn bắt trên đường khi đang chở linh mục Nguyễn Đình Thục đi thăm hỏi các nạn nhân của thảm họa Formosa. Cũng vào hôm qua, thì bà Đỗ Thị Minh Hạnh, chủ tịch phong trào lao động Việt, đã bị mật vụ chặn lại ở phi trường Nghệ An, tịch thu điện thoại và tiền bạc trước khi ép buộc bà phải lên máy bay quay về lại Sài Gòn. Bà Hạnh cho biết là bà đến Nghệ An để ủng hộ tinh thần ông Hoàng Đức Bình trong phiên tòa hôm nay, vì ông Bình hiện là phó chủ tịch phong trào lao động Việt. Tổ chức Ân xá quốc tế vào hôm thứ Ba lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Thái Lan trở nên trục xuất những người tị nạn đến từ Việt Nam và Campuchia với lý do là họ có thể bị trả thù nếu hồi hương. Trong thông cáo, Ân xá quốc tế nhấn mạnh là rất nhiều người trong số đó đã được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn. Vì thế, Thái Lan có trách nhiệm tuân thủ theo các công ước quốc tế. Cần biết, vào đầu tháng Giêng này, giới chức Thái đã bắt giam mục sư Aga, một người thượng Việt Nam đã đào thoát từ Tây Nguyên với cáo buộc quá hạn cư trú, mặc dù ông được cao ủy Liên Hiệp Quốc công nhận tư cách tị nạn.
người vợ của mục sư này cũng bị bắt giam với cáo buộc nhập cảnh bất hợp pháp. Kể từ hôm nay 25 tháng 1, các tài xế Việt Nam sẽ bị phạt vạ nếu dừng xe quá 5 phút tại các BOT theo lệnh mới của Bộ Giao thông. Theo lệnh này, thì các trạm BOT sẽ gắn bảng giao thông có nội dung cấm ngừng xe quá 5 phút và trách nhiệm phạt vạ được giao cho giới chức thanh tra giao thông và Bộ Công an, nhưng không nói rõ mức phạt vạ là bao nhiêu và làm sao ghi nhận được là tài xế đã ngừng xe quá 5 phút tại đây. Một trục trặc kỹ thuật đã diễn ra vào hôm thứ Ba 23 tháng 1 khiến hệ thống giao dịch chứng khoán tại Sài Gòn bị tê liệt suốt 2 ngày qua, gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế Việt Nam. Cần biết là mỗi ngày thị trường chứng khoán Sài Gòn, gọi tắt là HOSE, có tổng giá trị giao dịch từ 9 đến 10.000 tỷ đồng, tức từ 4 tỷ đến 5 tỷ Mỹ Kim, lệ phí thu được từ các giao dịch khoảng 1 triệu Mỹ Kim mỗi ngày. Hiện chưa rõ khi nào thị trường chứng khoán Sài Gòn sẽ hoạt động trở lại. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã đặt chân đến Hà Nội vào sáng hôm qua sau khi viếng thăm Indonesia. Chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Mattis cũng diễn ra chỉ vài tuần trước dịp tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968. Tuyên bố trong cuộc họp báo vào hôm qua, ông Mattis bày tỏ niềm hy vọng là hai nước Mỹ-Việt sẽ gác bỏ quá khứ và tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự. Theo dự trù, thì ông Mattis sẽ gặp gỡ giới lãnh đạo để thảo luận về vấn đề Biển Đông, việc cấm vận Bắc Hàn và lịch trình viếng thăm của một hàng không mẫu hạm Mỹ. Cần biết là tại Nam Dương, ông Mattis tuyên bố là nước Mỹ sẵn sàng trợ giúp Nam Dương đương đầu với uy hiếp của Trung Quốc, đặc biệt là tại vùng biển Natuna mà Hải quân Nam Dương từng xảy ra các vụ xung đột với chiến hạm Trung Quốc vào năm ngoái. Vào hôm qua, chính phủ Canada loan báo là họ chấp nhận ký hiệp ước TPP mới, gồm 11 nước thành viên còn lại sau khi Hoa Kỳ rút lui vào năm trước. Và đầu tuần này, chính phủ Nhật cũng loan báo là thỏa ước mới này sẽ được thông qua vào tháng 3 tới đây, mặc dù vẫn cần một số đàm phán cuối cùng. Tuy nhiên, thỏa ước mới này không còn gọi là TPP nữa, mà sẽ là CPTPP, tức thỏa ước mậu dịch cấp tiến xuyên Thái Bình Dương. Trong khi chính phủ Canada loan báo về quyết định nói trên, thì ba nước là Canada, Mexico và Hoa Kỳ đang mở cuộc đàm phán lần thứ 6 về Hiệp ước Mậu Dịch Tự Do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, được ký kết vào năm 1994. Lý do dẫn đến các cuộc đàm phán này vì Tổng thống Donald Trump cho rằng thỏa ước này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ suốt nhiều năm qua. Thưa quý thính giả, với chủ trương nước Mỹ trước hết và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Tổng thống Donald Trump và Hoa Kỳ có vẻ coi nhẹ vấn đề nhân quyền đối với những quốc gia khác. Điều đó đã khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp người dân trong nước mãnh liệt hơn. Mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi về đề tài này giữa phóng viên Thái Hòa với luật sư thiện ý Nguyễn Văn Thắng tại Houston, Texas. Vâng, xin nhường lời cho anh Thái Hòa. Thái Hòa, Đài Đáp Lý Sông Núi, xin kính chào luật sư thiện ý Nguyễn Văn Thắng. Tôi là thiện ý Nguyễn Văn Thắng, xin kính chào quý khán giả Đài Đáp Lý Sông Núi. Kính chào anh Thái Hòa. Thưa luật sư thiện ý Nguyễn Văn Thắng, những người đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, nhiều người tỏ ra thất vọng về chính sách ngoại giao của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Dường như ông ta chỉ quan tâm tới quyền lợi của nước Mỹ, nên không đặt nặng vấn đề nhân quyền ở các quốc gia khác như những vị tổng thống tiền nhiệm của ông. Biết được lập trường của ông Trump như vậy nên Cộng sản Việt Nam bắt đầu đàn áp nhân quyền ở trong nước mạnh tay hơn. Và trong 10 năm qua, chưa bao giờ Cộng sản Việt Nam đàn áp các nhà đấu tranh ở trong nước mạnh tay như năm ngoái, tức năm 2017 vừa qua. Anh nghĩ sao về cái sự thất vọng này? Anh có thất vọng như họ không, thưa anh? Thưa quý thính giả và thưa anh Thái Hòa, tôi cũng thất vọng giống như các quý thính giả khác, các cái đồng hương khác ở trong cũng như ngoài nước. Bởi vì rõ ràng là sau khi Tổng thống Donald Trump đó đưa ra một chủ trương nước Mỹ trên hết hay là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì cái quyền lợi mà ông đặt ra là cái gì có lợi cho nước Mỹ, nhất là về mặt kinh tế, thì ông ấy welcome luôn. Chứ ông không cần phải đặt vấn đề gì như trước đây là vấn đề nhân quyền.
Thật sự mà nói, vấn đề nhân quyền đối với chính phủ Hoa Kỳ từ trước nay nó vẫn là một cái vũ khí để tạo một cái áp lực nào đó cho các cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với ông Trump thì nếu mà chấp nhận thì ông không đặt ra vấn đề đó. Mà cái điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là Việt Cộng họ không còn tôn trọng cái mức tối thiểu về vấn đề áp lực nữa, là bởi vì việc mà Hoa Kỳ rút ra khỏi cái hiệp ước TPP. Bởi vì cái hiệp ước đó nó đòi hỏi những cái điều kiện là các quốc gia ở trong hiệp ước đó là phải điều chỉnh về luật pháp, điều chỉnh về các vấn đề cho nó phù hợp với lại cái nền luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề nhân quyền. Đấy là điều tạo ra cho Đảng và chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay gia tăng các cuộc đàn áp như quý vị thấy. Ngay trước hội nghị APEC, lập tức chế độ Cộng sản Việt Nam thử một cái vụ án sơ thẩm của mẹ nấm, rồi đến bà Trần Thị Nga, mẹ nấm Ngọc Như Quỳnh thì 10 năm, bà Trần Thị Nga thì 9 năm, rồi đến khi sau hội nghị tưởng rằng phải có những áp lực quốc tế lên án thì họ sẽ có thể thay đổi, nhưng thưa quý vị, rõ ràng họ lại y án. Thì điều đó cho thấy rõ ràng đối với Cộng sản Việt Nam, nếu không có biện pháp chế tài về các hành vi vi phạm đó một cách có hiệu quả trên thực tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của cái đảng và chế độ đó trong vấn đề cầm quyền, thì họ sẵn sàng làm tất cả những cái gì mà họ muốn, thưa quý vị nhỉ. Như vậy thì anh còn hy vọng gì về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam sẽ được cải thiện không thưa anh? Thưa anh, tôi vẫn hy vọng là bởi vì tôi đang chờ kết quả của một năm đầu những cái chính sách của ông Tổng thống Donald Trump để Hoa Kỳ có thể điều chỉnh lại. Bởi vì ông Trump hành động một mình thì không được, vì nó còn có áp lực của quốc hội, của quần chúng, của nhân dân Hoa Kỳ nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng cái niềm hy vọng của chúng ta tuy nó mong manh nhưng mà chúng ta vẫn có quyền hy vọng rằng là cái chủ trương chính sách của ông Trump liên quan đến vấn đề nhân quyền theo cái kiểu là kinh tế trên hết hay nước Mỹ trên hết, lợi ích kinh tế là chính, thì khi đó Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh lại và cái áp lực quốc tế cũng từ đó. Phải nói rằng là khi mà Hoa Kỳ mà giảm áp lực thì lập tức các quốc gia khác họ cũng đặt vấn đề nhân quyền không còn đáng lắm. Nhưng mà hiện nay còn có khối thị trường châu Âu châu thì họ vẫn còn đặt vấn đề nhân quyền nữa. Họ đang tiếp tục chiều hướng là đặt vấn đề nhân quyền trong các quan hệ song phương như đa phương. Thì chúng ta vẫn còn cái niềm hy vọng đó, thưa quý vị nhỉ. Thưa luật sư Thắng, Tổng thống Donald Trump chủ trương làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Mà để trở nên vĩ đại thì đòi hỏi nước Mỹ không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phải có uy tín đối với thế giới về mặt nhân quyền nữa. Tôi không tin rằng ông Trump chỉ nghĩ đến sức mạnh về kinh tế mà thôi. Có điều là ông ta không thể nào làm nhiều việc một lúc. Cách của ông ta là tập trung giải quyết từng lĩnh vực một, mà cái lĩnh vực tiên quyết là lĩnh vực kinh tế. Tôi biết ông Trump rất ghét Cộng sản, cụ thể là Nga và Trung Cộng. Nhưng khi phải giải quyết nạn khủng bố và vấn đề Bắc Hàn, thì ông vẫn còn hòa hoãn với hai cái nước ấy. Bây giờ nạn khủng bố đã tạm giải quyết xong, ông không còn đặt nặng việc chống khủng bố nữa, mà đã chuyển trọng tâm chiến lược an ninh quốc gia vào việc chống Trung Cộng và Nga và chống cả Bắc Hàn nữa. Tôi nghĩ sẽ tới lúc ông Trump phải đặt nặng vấn đề nhân quyền đối với Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thưa luật sư thiện ý Nguyễn Văn Thắng, bây giờ chính sách của ông Trump đã chuyển hướng để tập trung năng lực vào việc chống Trung Cộng và Nga. Thì sự việc này có tạo hy vọng cho người dân Việt Nam về việc cải thiện nhân quyền hay không thưa anh? Thưa anh Thái Hòa, rõ ràng chúng ta thấy chính sách của ông Trump bây giờ đó là tấn công thẳng vào hai đối thủ truyền thống vẫn còn là một cái đối thủ chính trên bàn cờ chính trị quốc tế. Làm như thế là có thể có một cái lợi gián tiếp vào vấn đề nhân quyền. Tức là khi mà Trung Cộng nó thay đổi, nó mở rộng nhân quyền thì Việt Nam sẽ mở rộng theo. Hiện nay quý vị thấy có những hiện tượng là Việt Nam đối với Trung Cộng đó, nó vẫn giữ chính sách từ trước đến nay là răng môi với lại tám chữ vàng vân vân đấy. Bây giờ chúng ta thấy nó vẫn theo chính sách đa phương. Vừa rồi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vừa đi sang Việt Nam trong chuyến châu Á và đi qua một số nước Đông Nam Á để tạo thành một cái vòng đai chiến lược an ninh ở châu vực. Điều đó nói lên một cử nhắn khéo đối với Trung Cộng rằng nếu mà bất cứ Cộng sản Việt Nam quá thì lại Cộng sản Việt Nam có thể là đi theo một cái chiều hướng khác. Nhưng mà đồng thời để giảm bớt cái tính chất mà có thể bị Trung Cộng trừng phạt hay là nó một cái gì đó khó khăn cho mình thì lại Cộng sản Việt Nam mời cả Bộ trưởng Quốc phòng Nga là đã có những bàn việc với vấn đề tập trận chung vân vân. Thì rõ ràng rằng chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay đang tìm cách leo lái giữa những cái gọng kìm của bàn cờ chính trị trên quốc tế giữa các cường quốc như thế. Thì như thế rõ ràng rằng chính sách đối đầu giữa Hoa Kỳ, Nga và Trung Cộng đó thì tôi nghĩ rằng việc đó nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà rất là mong manh, không có rõ nét lắm, thưa quý vị ạ. Vâng, quả thật là cho tới nay tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn chưa có gì là sáng sủa khi mà Cộng sản Việt Nam luôn luôn sẵn sàng đàn áp nhân quyền, thậm chí sẵn sàng chấp nhận bán nước cho Trung Cộng và vẫn còn bám chặt vào Trung Cộng như một cái phao cứu sinh cho chế độ độc tài của họ. Nhưng một khi Hoa Kỳ tập trung năng lực vào việc chống Trung Cộng và Nga, vốn bị Hoa Kỳ và thế giới coi là những cái thế lực của tội ác, đe dọa an ninh không chỉ của Hoa Kỳ mà của cả thế giới. Và nếu Hoa Kỳ thành công thì cục diện thế giới chắc chắn sẽ thay đổi. Ở lúc đó Trung Cộng và Nga sẽ không còn là phao cứu sinh của chế độ Cộng sản Việt Nam nữa. Thì với sự tranh đấu của toàn dân vốn đã rất chán ghét chế độ ác với dân, hèn với giặc của Cộng sản Việt Nam, thì chế độ này sẽ không thể tồn tại được. Nhờ đó tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hy vọng sẽ trở nên sáng sủa hơn rất là nhiều.
Trước khi kết thúc, xin chân thành cảm ơn luật sư thiện ý Nguyễn Văn Thắng đã dành thời giờ cho quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Vâng, kính chào luật sư. Vâng, kính chào quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi và kính chào anh Thái Hòa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, phát về Việt Nam mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Chi phí mỗi buổi phát thanh do đồng hương khắp nơi đóng góp, yểm trợ tài chính được giảm trừ thuế lợi tức. Quý vị muốn ủng hộ xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612-882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt. Người dân tự quyết. Người ta nhìn cách mà người dân của một quốc gia hành xử ra sao để đánh giá trình độ của quốc gia đó. Vậy Cộng sản Việt Nam đã làm người Việt trở nên xấu xí như thế nào? Qua chương mục Người dân tự quyết, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lý Trần Công có tựa đề Vinh quang bóng đá và nỗi nhục quốc gia. Sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Vài ngày nay, mỗi đêm trong các đô thị lớn trên cả nước, có hàng ngàn xe máy túi ra từ khắp nẻo đường, rồi rú ga nẹt pô, la hét inh ỏi đầy phấn khích của các nam thanh nữ tú, khiến người ta tưởng rằng đang diễn ra một cuộc cách mạng xe máy, đòi quyền sống, quyền làm người, đòi tự do dân chủ ở Việt Nam. Nhưng không phải vậy, người ta tràn ra đường chỉ để ăn mừng chiến thắng những trận bóng đá bên xứ Trung Hoa. Với khí thế hừng hực lửa mà độ nóng của nó đã khiến quần áo của một số thanh niên thiếu nữ bị bốc hơi, trơ tấm thân trần truồng giữa phố phường và miệng không ngớt réo gọi tên Hồ Chí Minh cho tăng phần hưng phấn. Nhiều người ngạc nhiên mà tự hỏi, chỉ là một trận bóng đá thôi, làm cái gì mà phải lên đồng tập thể như thế? Cũng chẳng quá đáng lắm đâu, rau nào thì sâu nấy. Bởi sau 40 mấy năm đất nước hòa bình và nằm dưới sự cai trị của đảng, Việt Nam đi từ hết thất bại này đến thất bại khác. Chế độ chính trị của đảng thì đã lỗi thời, phá sản. Các nước trên thế giới càng dân chủ thì họ càng văn minh, còn lãnh đạo những nước thích độc tài, theo cộng sản, thì đều đem dân tộc đó trở về thời kỳ ăn lông ở lỗ. Kinh tế của cộng sản Việt Nam giờ còn thua cả Campuchia, chỉ mong được bằng nước Lào, mà cũng chưa chắc đã đuổi kịp họ. Dưới con mắt quan sát của quốc tế, ngoài thành tích vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền và tôn giáo, thì giờ đây lãnh đạo Cộng sản Việt Nam còn lộ nguyên hình là một nhà nước thích bắt cóc, khủng bố xuyên quốc gia qua vụ Trịnh Xuân Thanh xảy ra ở Đức. Cộng sản Việt Nam tuyên truyền rằng Việt Nam đang ở trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Nhưng để hiểu đúng đất nước này, phải trích hai câu thơ trong bài thơ tháng 8 của nhà thơ Bùi Minh Quốc rằng quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mưa. Cả một thời đều cán đã lên ngôi. Mới chính xác. Sự tủi nhục của một dân tộc rất cần một lối thoát, khỏi sự mặc cảm tự ti của chính mình. Nên không ngạc nhiên lắm khi Cộng sản Việt Nam cổ suý người dân Việt say mê bóng đá, là một môn thể thao có tính đối kháng cao. Tuy vậy, Việt Nam vẫn chưa thể một lần vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á. Vậy thì giải bóng đá U23 châu Á có gì danh giá mà khiến cho cổ động viên nước nhà hồ hởi phấn khởi là thế? Thật ra vòng chung kết U23 châu Á không thuộc lịch trình thi đấu của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Theo chuyên gia Scott McIntyre của Fox Sports Asia đã phân tích, giải U23 châu Á nên được đánh giá về những màn trình diễn và tiềm năng của nó, hơn là kết quả của các trận cầu. Nói cho dễ hiểu, đây là sân chơi cho các đội bóng trẻ, có dịp phô diễn tài nghệ cá nhân, và trong tương lai có khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia. Đơn giản chỉ có thế, nên đừng vì giải có hai chữ châu Á mà báo chí trong nước tự sướng giật tít theo kiểu U23 Việt Nam đặt cả châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời. Nghe nó kịch cỡm khôi hài, cũng giống như Đinh La Thăng tuyên bố sẽ biến Sài Gòn thành Singapore. Nghe nó ấu trĩ như Nguyễn Xuân Phúc nói muốn biến Hà Nội thành Paris, vân vân. Có một sự thật là dù đội bóng U23 Việt Nam có giành chức vô địch châu Á của năm nay đi nữa,
thì đất nước này cũng chẳng thể thoát khỏi hàng ngũ những quốc gia chậm tiến, nghèo đói. Cũng vẫn phải xấu hổ khi cầm cuốn hộ chiếu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để ra nước ngoài. Thắng một trận bóng thì cũng đâu có giải quyết được tình trạng thất nghiệp, đâu thể làm cho thuế phí giảm, viện phí, học phí không tăng. Thanh niên Việt Nam có biết đâu rằng, trong lúc các bạn chạy xe xuống phố hò reo chiến thắng bóng đá, thì ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã âm thầm kiến tạo giá xăng tăng để móc túi các bạn hợp pháp. Trong lúc giới tài xế đang căng mình chiến đấu để chống lại các trạm BOT hút máu dân đen, đòi hỏi nhà nước phải hành xử công bằng và hợp lý, thì ông Thủ tướng liêm chính bằng công điện số 82 đã ra lệnh cho công an sẵn sàng bắt bớ những tài xế này. Nếu trong niềm vui chiến thắng trận túc cầu mà các bạn trẻ cùng với cánh tài xế kéo đến để giải phóng các trạm BOT đặt phi lý, thì chắc hẳn niềm vui đã nhân đôi. Nhưng thật tiếc điều này chưa diễn ra. Còn ở miền Trung đau thương vì thảm họa môi trường do Formosa gây ra, hàng ngàn ngư dân xuống đường biểu tình đòi nhà nước bồi thường thiệt hại. Giá như các bạn thay vì cởi đồ gọi tên Bác Hồ, mà cùng với ngư dân kêu gào thực thi công lý, thì đất nước này sẽ có cơ may thay đổi tận gốc rễ. Trong một quốc gia, nếu người trẻ không thông hiểu lịch sử tiền nhân, không quan tâm giải quyết những vấn nạn thời cuộc hiện tại và không lường trước được sự an nguy của dân tộc trong tương lai, thì quốc gia ấy sẽ bị suy yếu và biến thành miếng mồi cho ngoại bang sâu xé. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chế độ nào rồi cũng qua đi. Riêng quốc gia, dân tộc cần phải trường tồn. Dân tộc Việt Nam đã trả một cái giá quá đắt cho 1.000 năm nô lệ giặc Tàu và hàng ngàn năm chinh chiến chống ngoại xâm. Nước Mỹ không vô địch bóng đá thế giới, nhưng họ vẫn là siêu cường số một thế giới. Còn Singapore, một quốc đảo nhỏ bé vùng Đông Nam Á, đứng thứ 3 trong danh sách 10 nước giàu nhất thế giới, với thu nhập bình quân tính theo PPP đạt gần 85.000 đô la. Tuổi trẻ Việt Nam có bao giờ tự hỏi, thanh niên hai quốc gia này đang nghĩ gì và làm gì cho đất nước họ? Hãy tự tìm câu trả lời đi các bạn. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Thì cả yêu nước. Máu Trinh Vương hồn Lê Trinh. Rocker Phạm Thanh Nghiên, người tù kiên cường bất khuất với quyết tâm chống ngoại xâm và lòng yêu nước thiết tha, đã được mạng lưới nhân quyền Việt Nam trao giải nhân quyền và tổ chức quốc tế Frontline Defenders tại Ái Nhĩ Lan chọn vào chung kết giải thưởng Những người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp năm 2017. Cô vừa cho xuất bản tác phẩm Những mảnh đời sao song sắc bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đang được dư luận chú ý, bày tỏ lòng cảm mến và ngưỡng mộ. Đã có nhiều người ca tụng cuốn bút ký này như một lời chứng sống động từ ngục tối về tội ác cộng sản và niềm tin tất thắng của dân Việt vào công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Tiêu biểu như Vũ Thư Hiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Phong Vũ và đặc biệt là Đào Trường Phúc. Đọc hồi ký Những mảnh đời sao song sắc của Phạm Thanh Nghiên, do vậy không phải chỉ để thu lượm thêm một số dữ kiện về nhà tù cộng sản, mà còn là dịp ghi nhận thêm nhiều yếu tố giúp chúng ta theo dõi những chuyển biến chắc chắn sẽ tới từ cuộc đấu tranh kiên cường, quyết liệt của những con người tự nguyện dấn thân để đòi lại nhân quyền căn bản cho 90 triệu đồng bào, giành lại chủ quyền lãnh thổ cho Tổ quốc và trồng lại cây trái tình người trên những mảnh đất chết khô vì một chủ thuyết vô nhân tính. Trong lãnh vực thi ca, nhà thơ Lê Chân đã có những vần có thể gọi là xuất thần, ca tụng lòng quả cảm và chí quyết thắng của người con gái thân xác mảnh mai mà tâm hồn sắt đá đã vượt qua bao cực hình để sống còn và thực hiện bản cáo trạng về bản chất độc ác và chủ trương phi nhân bản của Cộng sản Việt Nam. Cần nói ngay là nhà thơ lấy bút hiệu Lê Chân hẳn phải là người cùng quê Hải Phòng với Phạm Thanh Nghiên, nơi có đền thờ Thánh Mẫu Lê Chân
là vì anh Thư đã giúp Trân Vương phá tan giặc Hán, giành độc lập và chủ quyền cho xứ Sở. Hình ảnh Thánh Mẫu Lê Chân khá đậm nét trong thơ Lê Chân, viết về Phạm Thanh Nghiên. Dưới ngòi bút của Lê Chân, Phạm Thanh Nghiên đã xuất hiện như một anh thư nước Việt, nối gót Triệu Trưng và Thánh Mẫu Lê Chân, đứng lên làm lịch sử, quét sạch bóng thù, người con gái yếu mềm với 4 năm tù giam và 3 năm quản chế chỉ vì tội yêu nước, đã có được ý chí hoa cương, chính nhờ khí thiên sông núi và chính khí dân tộc, đã hung đúc người con gái da vàng, mềm yếu, thành vị anh thư mình đồng da sắc. Gửi em cô gái Việt, mang dòng máu Trân Vương, gửi em cô gái Việt, có trái tim quật cường. Theo Lê Chân, cô gái Hải Phòng mang tên Phạm Thanh Nghiên hẳn phải là kết tụ tinh hoa nội giống, với máu của Trân Vương, hồn Lê Chân và trời An Biên. Dòng Trân Vương, máu em dòng Trân Vương, trời An Biên sống dân trào yêu thương. Hồn Lê Chân sống trong lòng em tôi, ngàn năm sau, chí anh hùng khôn nguôi. Chí anh hùng ngất nghỉu ngàn năm đã thể hiện trong thái độ ngạo nghễ như thể tung xiềng vào mặt nhân gian, dám thách đố với bạo lực cường quyền, đang gây bao sóng gió bão giông trên quê hương yêu dấu. Làm đạo biên bảo quyền, nghiêng em ngạo nghễ trong xích xiềng, nghiêng em là khúc hát thần. Dòng suối triền miên. Phạm Thanh Nghiên không còn sống cho riêng mình, mà quyết đem thân mang nỗi đau của dân tộc, đem vai gánh vác gian sơn. Nghiên đã hy sinh tuổi xuân cho quê hương đất nước. Ngày áo trắng, tổ quốc phủ khăn tang là nỗi đau quốc hồn bất diệt. Là tinh thần gái Việt cứu giang sang, em hy sinh tuổi xuân, thì vì nước lưu lại đời trang sử mới an biên. Từ một cá nhân nhỏ bé, sinh trưởng tại vùng đất linh thiêng của Thánh Mẫu Lê Chân, Phạm Thanh Nghiên đã hóa thân thành con người Việt Nam, mang trên mình tất cả niềm đau và hy vọng của cả dân tộc. Em quyết vươn cao ngọn cờ cứu nước. Em quyết lên đường dầu sóng gió bão giông. Phạm Thanh Nghiên đang lao mình về phía trước, sông rắc lao tù kìa bão nổi cuồng phong. Giữa lao tù cuồng phong, người tù lương tâm Phạm Thanh Nghiên đã biến đau khổ thành hoa, biến máu lệ thành đôi vần nhật nguyệt. Chính nhờ tình người, tình nước đã kết tinh thành con tim của Nghiên. Và đó cũng chính là con tim Việt Nam. Nghiên, em nỗi đau ngút trời. Nghiên, em nhật nguyệt tuyệt vời. Nghiên, tình em luôn vời vợi. Nghiên, hòa máu lệ luôn rơi. Lê Chân đã hãnh diện về Phạm Thanh Nghiên, với cảm nhận nàng mang dòng máu Trân Vương phất cờ khởi nghĩa, mang ý chí quyết thắng của Triều Thị Trinh, gửi kình ngư, đạp sóng dữ, chối bỏ thân phận nữ nhi thường tình. Nghiên, em hiên ngang tuyến đầu, nghiên trong bão tố giải dầu, nghiên cá tràng kình em chém, nghiên ngạo nghễ trước bể dâu. Với thái độ ngạo nghễ trước bể dâu, xua sóng ba đào, Phạm Thanh Nghiên đã được Lê Chân coi là vốn quý của dân tộc, là cành hoa tô điểm sông núi, và là ước vọng của ngàn sau. Nghiêng
đầy bá đạo, nghiêng tên em sang ngàn sông, nghiêng em điểm tô sông núi. Vòng khôn nguôi để gói ghém những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho Phạm Thanh Nghiên, Lê Chân đã chân thành thổ lộ. Nghiên sẽ còn mãi trong lòng nhà thơ như ánh sao xé tan mây mù đêm tối. Nghiên tình thiêng liêng vẹn lời, nghiên vì nước non trọn đời, nghiên xé mây mù đêm tối, nghiên em mãi mãi trong tôi. Mây mù sẽ tan, bóng tối sẽ chìm khuất, đó là bóng tối của dối trá bạo lực, của bất công và bất nhân, do chủ trương nhuộm đỏ tổ quốc với búa liềm và cờ máu của Cộng sản Việt Nam. Bình minh đang ló dạng trong ý chí quyết thắng của Phạm Thanh Nghiên, trong tâm hồn mẫn cảm của Lê Chân và trong niềm tin tưởng mãnh liệt vào chính nghĩa dân tộc của dân Việt. Ngô Quốc Sĩ Hải Sơn và Minh Nguyệt hẹn gặp lại quý thính giả trong thi ca yêu nước lần tới. Xin mến chào, tạm biệt. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1992, bị bắt ngày 30 tháng 4 năm 2017 với bản án 4 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 8:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio.daplờisongnui.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.